ôm tay, ôi ông thầm đắng cay. Vừa bên nhau một ngày, nghe như tình đã đầy, nghe như hôn đã chín, hương tình dâng ngọt theo dõi cửa hàng, theo dõi kênh thì chắc chắn sẽ biết đến hai sản phẩm này. Thì hôm nay cửa hàng đặt cạnh nhau để anh em dễ hình dung. Giá cả bộ là 16.500 và anh em mua lẻ thì cũng giá như vậy. Âm ly giá là 7 triệu, xin lỗi, giá 17.500. Đôi loa giá 10.500. Đôi loa giá 10.500, còn âm ly giá 7 triệu. Cửa hàng báo giá là giá bán, cửa hàng là shop âm thanh. Cuộc tình đã muôn ngõ tình thôi khép kín, xin đừng vương vấn chi. Anh về đi anh ơi, ta lỡ mong ban đầu. Đôi loa to, nặng, thùng gỗ lạ màu đen, được ghép với con âm ly 250W 8 sò 4 tụ, 2 tụ 1 nguồn, hàng gấu, mặt trước mặt sau đều sắc nét. Đây là thông số của loa, mắc chịu tải là 200W, còn trung bình 100W 6 ohm. Với những dòng loa gấu thì nó thường 6 ohm. Âm ly thì là 100V, 250W, điện 100. Hàng bao zin tuyệt đối luôn cho anh em nhé, cả loa cái âm ly. Loa thùng gỗ lạng, nặng 25 cân, bass 32, 3 đường tiếng, mid dom, thép dom, màng carbon, nên là những dòng này độ chịu đòn rất tốt. Loa cao tầm 68, bề ngang tầm 38, chiều sâu 35. Lắp tre căng đầy đủ anh em nhé. Dòng đời trôi, anh ơi, lỡ rồi thuyền cập bến đã.